Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức nhanh nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh chính trị trong nước và thế giới. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chính. Thành phố Hồ Chí Minh, cái giá của sự bình yên. Bình Dương khóa chặt cửa ngõ khi hàng ngàn người dân tự về quê. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 5 nhóm được phép lưu thông đến 5 tỉnh lân cận. Hậu Giang thí điểm cách ly F1 tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh, cái giá của sự bình yên. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Đó là tin vui quá lớn đối với đô thị đông dân nhất nước ta, đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi liên tục nhiều tháng qua ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất cả nước và số người tử vong do COVID-19 cũng nhiều nhất cả nước. Nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động trở lại. Thành phố sẽ dần lấy lại nhịp độ phố phường của những ngày trước khi đợt dịch lần thứ tư với chủng virus Delta hoành hành gây ra biết bao nhiêu khó khăn gian khổ kể từ ngày 27 tháng 4. Mở cửa nhưng không chủ quan, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ đạo tiếp tục duy trì hạn chế một số lĩnh vực có nguy cơ cao, đồng thời vẫn áp dụng những biện pháp y tế cần thiết. Đó chính là chủ trương mở cửa an toàn khi mà thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản kiểm soát được các nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2. Tỷ lệ người dân được tiêm chủng cao, hệ thống bệnh viện 3 tầng đủ sức điều trị, cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, mở cửa nhưng những nguy cơ tiềm ẩn vẫn được thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế, Chính phủ đánh giá đầy đủ và có những phương án thích hợp nhất. Sau nới lỏng, thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì trạm y tế lưu động, kiểm soát đầu mối ra vào, đảm bảo nới lỏng an toàn từng bước một cách chắc chắn. Việc thành phố Hồ Chí Minh mở cửa khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội sẽ có tác động liên vùng đối với cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ, kể cả trên phạm vi cả nước, vì với vai trò của mình, thành phố có mối liên hệ rất rộng lớn. Còn nhớ kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 chính thức phong tỏa, thực hiện chỉ thị 16 theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly với phường. Sau đó là những ngày căng thẳng kéo dài với toàn thành phố. Một thời điểm rất đáng nhớ là kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, toàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ai ở đâu thì ở đó cho đến ngày 15 tháng 9. Trong những ngày cực kỳ vất vả đó, đã tiến hành thần tốc việc lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nên kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, thành phố lại buộc phải tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho đến hết tháng 9. Thời gian qua, cả nước hướng về thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành miền Nam. Hàng chục ngàn thầy thuốc, nhân viên y tế, kể cả sinh viên các trường y dược từ nhiều nơi trong cả nước tình nguyện vào tâm dịch để cùng chống dịch. Bộ đội, công an cũng vào cuộc, chia sẻ khó khăn với thành phố. Đến nay, những ngày tháng gian nan đang dần qua, thành phố Hồ Chí Minh đang vượt thoát khỏi dịch COVID-19. Người thành phố hồi hộp, háo hức, chờ đến ngày trở lại với cuộc sống bình thường mới. Những hàng rào, dây chắn trong thành phố được dỡ bỏ để người với người được gần nhau hơn, được nhìn nhau với những ánh nhìn cảm động, tự hào vì đã cùng nhau vượt qua những ngày gian khó, những ngày giật mình vì tiếng hú của xe cứu thương. Chỉ ngày mai thôi, đêm về, những đứa trẻ lại có được giấc ngủ không mộng mị. Sáng ngày ra, những con phố vắng lặng suốt mấy tháng ròng sẽ nhộn nhịp, nhịp điệu phố phường sẽ trở lại. Có được ngày vui hôm nay, chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khó, bất tiện. Chính vì thế, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn cái giá của sự bình yên. Và cũng chính vì thế, trách nhiệm của mỗi người dân thành phố là vẫn tiếp tục phòng dịch bệnh cho bản thân, cũng như chính là giữ gìn sự an bình cho cộng đồng. Sức bật của thành phố mang tên Bác đã được chứng minh suốt nhiều chục năm qua. Lần này, qua một chặng dài gian khó, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng những phẩm chất cao đẹp tiềm tàng đó của người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ càng được phát huy cao độ. Những ngày tháng gian khó đương đầu với dịch COVID-19 rồi sẽ trở thành ký ức của người dân thành phố. Còn phía trước là tương lai đón chờ. Bình Dương khóa chặt cửa ngõ khi hàng ngàn người dân tự về quê.
Thưa quý vị, hàng ngàn người dân đi xe máy tụ tập thành các nhóm tại các địa điểm công cộng, cửa ngõ để rủ nhau về quê nhưng đã bị công an chặn lại, yêu cầu quay đầu. Ngày 30 tháng 9, tại hàng loạt cửa ngõ của Bình Dương đã xuất hiện tình trạng người dân tụ tập thành đoàn để về quê. Liên tục trong 2 ngày qua, công an và lực lượng chức năng các địa phương như thị xã Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên, Dĩ An đã tăng cường tuần tra lên các tuyến đường lớn để ngăn chặn các đoàn tự ý về quê, vận động người dân quay đầu xe. Chỉ tính riêng tại thị xã Bến Cát, ít nhất khoảng 400 người với trên 200 xe máy là người dân có ý định về quê ở Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây đã bị chặn lại. Đa phần các đoàn đi thành nhóm gồm nhiều xe máy, có hẹn nhau từ trước. Đây là những công nhân, người lao động đã kẹt lại tại Bình Dương những tháng bị dịch bệnh vừa qua. Họ hy vọng trở về quê nhà khi nghe tin nới lỏng các biện pháp giãn cách từ sau ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định đây là sự hiểu lầm, ngộ nhận về quy định phòng chống dịch bệnh. Theo một lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, mặc dù biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng ở các quận, huyện, thị xã, thành phố, vùng xanh, nhưng nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn vẫn rất cao, người dân chưa được tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh. Hiện chỉ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có nhu cầu được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi quê nhà đồng ý bằng văn bản và có phương án phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thì mới được lực lượng chức năng đưa đón về quê. Người dân không nên tự ý đi xe về hoặc nghe theo lời vận động lôi kéo về quê của người khác. Nếu người dân ở lại thì cuộc sống sẽ ra sao vì họ đã gặp rất nhiều khó khăn do phải ngưng việc trong thời gian dài giãn cách. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, hiện nay hầu hết các địa phương trong địa bàn tỉnh đã công bố vùng xanh với việc cho phép người dân tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày đi lại trong nội vùng và bắt đầu cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ ban hành quy định về việc hoạt động của doanh nghiệp, người lao động tại vùng xanh theo hướng dẫn cho phép người lao động được đi lại giữa nhà máy và phòng trọ với nguyên tắc đảm bảo các biện pháp an toàn chống dịch. Thay vì phương án 3 tại chỗ mà người lao động phải ăn ngủ tại nhà máy như trước đây, người lao động ở lại Bình Dương sẽ được ưu tiên tiêm vaccine, hiện tại đang bắt đầu tiêm mũi 2 cho toàn bộ người dân để đạt miễn dịch cộng đồng. Vì vậy, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vận động người lao động trước mắt cần ở lại để đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh, tiêm đủ mũi vaccine và đi làm khi nhà máy, các dịch vụ được hoạt động trở lại. Không chỉ tại Bình Dương, trong ngày 30 tháng 9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã ký công điện của Thủ tướng yêu cầu nhóm 4 tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An tiếp tục kiểm soát người ra vào, không để người dân tự ý về quê, có phương án khôi phục sản xuất kinh doanh trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 5 nhóm được phép lưu thông đến 5 tỉnh lân cận. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn khẩn đến Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu về việc lấy ý kiến đối với dự thảo phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng lưu thông giữa thành phố Hồ Chí Minh với địa phương trên. Theo đó, dự thảo đề cập 5 nhóm có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa các địa bàn gồm vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân, chuyên gia, hoạt động công vụ, người dân đi khám chữa bệnh và đi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa, các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và lưu thông ngang qua thành phố Hồ Chí Minh phải có giấy nhận diện có mã QR. Nếu xe có lộ trình quá cảnh qua thành phố Hồ Chí Minh thì không được dừng hay đỗ trong suốt quá trình lưu thông quá cảnh, trừ trường hợp bất khả kháng như bị hư hỏng, sự cố về sức khỏe của tài xế. Hoạt động đưa đón công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Công nhân, chuyên gia khi di chuyển phải được tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế. Đồng thời, họ phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế. Xe vận chuyển đưa đón công nhân phải là ô tô khách từ 10 chỗ trở lên thuộc sở hữu của đơn vị hoặc thuê đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tổ chức vận chuyển. Các doanh nghiệp xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia cụ thể thông qua đơn vị đầu mối. Sau đó, các đơn vị trên đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở Giao thông Vận tải để phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành phố liên quan để cấp giấy nhận diện có mã QR.
Đối với chiều ngược lại, Sở Giao thông Vận tải tỉnh cấp giấy chứng nhận có mã QR cho xe của các đơn vị đưa đón công nhân, chuyên gia từ thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc tại các tỉnh sau khi thống nhất phương án với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dân từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh, dự thảo yêu cầu người dân phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. Ngoài ra, họ còn phải có giấy chuyển viện của bệnh viện tỉnh đến bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc giấy hẹn tái khám của các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời có giấy xác nhận của cấp phường xã cho phép đến thành phố Hồ Chí Minh với đầy đủ thông tin cá nhân, người điều khiển và phương tiện di chuyển. Đối với hoạt động công vụ, công chức, viên chức của các tổ chức chính trị, xã hội, sở, ngành của các tỉnh, thành phố tham gia hoạt động công vụ trên địa bàn và ngược lại, di chuyển bằng ô tô phải đáp ứng 3 điều kiện là tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và thư mời, giấy giới thiệu của cơ quan. Hoạt động đi đến sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn 8272 và công văn số 8573 về việc tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay. Hậu Giang thí điểm cách ly F1 tại nhà. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà trên phạm vi toàn thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ. Cụ thể, đối với các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung 7 ngày và có kết quả xét nghiệm real-time PCR âm tính trong ngày cuối của thời hạn cách ly tập trung thì tiếp tục chuyển về cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Còn các trường hợp là F1 chưa vào khu cách ly tập trung thì thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày cách ly và phải xét nghiệm real-time PCR 4 lần vào các ngày thứ 1, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày thứ 14. Sau khi hết thời gian cách ly, tiếp tục thực hiện việc theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định. Tất cả người ở cùng nhà sẽ được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 4 lần đối với người chăm sóc, hỗ trợ F1 cách ly thì thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần giống như người cách ly. Theo kế hoạch, để được xem xét thực hiện cách ly tại nhà, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đủ các điều kiện cách ly. Cụ thể, nơi cách ly là nhà ở riêng lẻ, căn hộ trong khu tập thể, và phải có phòng cách ly riêng, khép kín, tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Khi được chấp thuận cho cách ly tại nhà, phải treo biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng, địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Cạnh đó phải đặt thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm và dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Có thể răng dây trước cửa nhà. Đối với người cách ly tại nhà, phải chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà và có cam kết với chính quyền địa phương. Trong thời gian thực hiện cách ly y tế, không ra khỏi phòng cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác và không tiếp xúc với vật nuôi. Cạnh đó, người cách ly phải luôn thực hiện 5K, cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày từ ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Người ở cùng nhà với F1 đang cách ly tại nhà cũng phải cài đặt và cập nhật hàng ngày về tình trạng sức khỏe trên ứng dụng. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế.